Chào tất cả các bạn, đến hẹn lại lên ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chương trình tổng hợp những cấu trúc pháp GRPT N3 và N2. Ngày hôm nay chúng ta đi từ số 51 cho đến số 60. Rồi, và một ngày hãy nhớ hộ CC một vấn đề là hàng ngày chúng ta vẫn phải ôn tập lại thường xuyên. Chúng ta học bao nhiêu không quan trọng, mà chúng ta quan trọng là chúng ta ôn được bao nhiêu. Và ôn lại bằng cách nào, xin nhắc lại một lần nữa thôi, là chúng ta hay viết ra một cái mẩu giấy, những cái là phụ đề, là mục lục thôi nha mọi người nhá. Chúng ta không phải diễn giải ra, chúng ta viết theo kiểu mục lục thôi. Sau đó chúng ta nhìn vào cấu trúc ngữ pháp đó, chúng ta sẽ định hình cấu trúc pháp này tên là gì, ví dụ đi kèm nó là ra sao, và có điều gì đặc biệt cần thiết phải chú ý hay không. Chúng ta chỉ cần nhớ được ba cái đó thôi thì đi thi không ai có thể làm khó được mọi người. Và Sơn nhắc lại là Sơn luôn học theo cách đấy. Và đi thi rất là khó, có thể bị nhầm. Bởi vì cái bài này người ta ra nó giống như cái ví dụ này tôi đã từng học. Thế nên chúng ta chỉ cần thấy nhắc nhắc nó và thấy nó hợp lý về nghĩa cấu trúc ngữ pháp, chúng ta chọn luôn vào, không bao giờ bị sai. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi từ số 51 cho đến số 60. Bài ngày hôm nay hứa hẹn rất là nhiều những cấu trúc pháp thú vị. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá một người nhá. Và ở đây chúng ta có cấu trúc pháp số 51, ở đây là động từ thể must bỏ must đi cộng với thằng từ should I. Ở đây động từ thể must bỏ must đi cộng với should I, thì cấu trúc pháp ngày hôm nay chúng ta học là should I, nó có hai nghĩa rồi nhá. Chúng ta cần thiết phải nhớ hộ CC là should I có hai nghĩa. Và nghĩa đầu tiên nó mang nghĩa là ngay sau khi thì lập tức sẽ đó. Ví dụ như là mày đã liên lạc được với anh ấy chưa, đang trong tình huống khẩn cấp này mà mãi không thể liên lạc được. Ok, mày yên tâm, khi nào mà liên lạc được với anh ấy thì tao sẽ lập tức gọi cho mày. Thì ở đây chúng ta thấy nào, là sau khi nào, đến khi nào mà chúng ta liên lạc được với anh ấy thì lập tức sẽ thực hiện hành động tiếp theo. Ở đây nó mang ý nghĩa thể hiện rằng là ngay khi hành động 1 xảy ra hoàn thành thì sẽ lập tức chuyển ngay sang hành động 2. Ví dụ như là lớp học chỉ tuyển sinh duy nhất là 15 bạn, ngay sau khi đủ 15 bạn sẽ đóng cửa và không tuyển sinh nữa. Thế nên chúng ta chỉ cần nhớ hộ sensei nào, động từ thể must bỏ must đi cộng với thằng từ should I, là ngay sau khi hành động 1 hoàn thành và kết thúc thì sẽ lập tức, mọi người nhá, lập tức trong nháy mắt sẽ thực hiện luôn hành động số 2. Và bây giờ chúng ta đi về đến ví dụ nào. Hey ya no jinbi ga deki shidai kagi o hajimemasu, là ngay sau khi mà căn phòng họp nó chuẩn bị xong thì sẽ lập tức diễn ra cuộc họp sẽ lập tức được bắt đầu ngay. Ở đây nó không có một chút chần chừ gì cả, ý nghĩa người ta muốn nói là ngay sau khi V1 được hoàn thành thì sẽ lập tức chuyển sang giai đoạn đằng sau là V2. Đã biết kết quả thi chưa? Ngay khi nào có kết quả thi thì tôi sẽ liên lạc trực tiếp với anh luôn. Rồi, và đấy là Sidai nghĩa đầu tiên. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến Sidai nghĩa số 2 là gì. Rồi, Sidai nghĩa số 2 ở đây nó không phải là động từ thể must bỏ must đi cộng với Sidai nữa, mà đây là từ danh từ Sidai đạo. Và có rất là nhiều bạn bảo là thầy ơi, thầy có thể viết ra cấu trúc ngữ pháp chia theo thể nào được hay không? Thì ở đây sensei có viết. Nhưng mà một người nhớ lại hộ sensei một lần nữa là chúng ta đang đi tổng hợp cấu trúc pháp, làm sao để chúng ta có thể nhớ được nó một cách là dễ dàng nhất. Còn những cái mà nó mang tính chất là rườm rà quá thì chúng ta hay cố gắng là hạn chế. Bởi vì bây giờ chúng ta đang đi tổng hợp chứ không phải chúng ta đi vào chi tiết từng cấu trúc pháp. Thế nên ấy, là những cấu trúc pháp nào nó đơn giản, ví dụ như là động từ thể must bỏ must đi cộng với should, hay là danh từ đi kèm với cấu trúc ngữ pháp, thì lúc đấy sensei sẽ viết cấu trúc ngữ pháp ra để cho mọi người có thể chú ý được. Và đây là những cấu trúc ngữ pháp nó rất là thông dụng, thì sensei viết luôn ra cả những cái cấu trúc pháp về cách chia, ví dụ như là về tả tục tằng chẳng hạn. Đó là những cái thứ mà đề thi người ta hay lừa mọi người, thì sensei sẽ viết vào mọi người nhá. Rồi, và trở lại với lại cấu trúc pháp danh từ should ở đây, thì chúng ta nhớ là danh từ là should, thế nên nó thường đứng ở cuối câu, và ở đây mang nghĩa là tùy thuộc vào danh từ. Tùy thuộc vào danh từ mới nhá. Rồi, và bây giờ chúng ta đến với ví dụ nào. Nó anata no ikata should de aite ga happy na kibun ni naru kamoshirenai shi yaku ni kizuitari suru kamoshirenai. Ở đây chúng ta có should de là tùy thuộc vào. Tùy thuộc vào cái cách nói của bạn mà đối phương cũng có thể cảm thấy là hạnh phúc, mà cũng có lẽ là đối phương sẽ bị
cảm thấy ngược lại sẽ bị cảm thấy là tổn thương. Thế nên ở đây chúng ta có là từ si đai đệ là phụ thuộc vào một cái vấn đề gì đó. Ví dụ như là cái kế hoạch này nó có tiến triển tốt hay không, nó phụ thuộc vào cái sự chuẩn bị của mọi người. Hay là kết quả bài thi có cao hay không, nó sẽ phụ thuộc vào cái sự ôn thi và ôn tập hàng ngày của mọi người. It is good. Đó, thế nên chúng ta cứ thấy là si đai đệ nó là phụ thuộc vào cái này thì đằng sau nó cũng biến chuyển. Dụ như là phụ thuộc vào thời tiết thì cái kế hoạch đi du lịch nó cũng bị thay đổi. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng là danh từ si đai đá là tùy thuộc vào, phụ thuộc vào. Ideska. Giờ và tiếp theo là chúng ta sẽ đến với cấu trúc pháp tiếp theo là wakeganai và hazuganai. Khi mà chúng ta ôn thi GLPT N3 và N2, đây là cấu trúc pháp chúng ta không thể không biết, tức là chúng ta bắt buộc phải biết. Mọi người nhớ nhá, đây là cấu trúc pháp vô cùng là quan trọng, chúng ta cần phải nhớ. Ở đây nó rất là đơn giản thôi, đó là chắc chắn là không, đó chắc chắn không, nhớ nhá. Chúng ta có từ ha dự là chắc chắn là, nhưng mà ha dự ga nai là chắc chắn là không, nhất định là không. Còn qua kê nó bằng thằng ha dự, thế đâm ra hai thằng này nghĩa nó giống nhau. Rồi, và ở đây nó nghĩa là gì? Konnani okie watashi ni kaeru wake ga nai desho. Đó, ở đây mang nghĩa là cái ngôi nhà nó to như này thì đối với tôi thì chắc chắn và nhất định là tôi không thể mua được nó. Khi mà chúng ta phủ định một cái gì đó mang tính chất là 100% đi thì lúc đấy chúng ta hãy sử dụng là từ wakeganai hay là hazuganai. Bài nó khó như này thì nhất định và chắc chắn là tôi không thể làm được. Ideska. Và chúng ta nhớ hộ sensei là wakeganai và hazuganai nó bằng cái thằng từ zettai nai. Ideska. Nhớ đấy. Và nó bằng một cấu trúc pháp của N2, nó là thằng từ monka. Sau này chúng ta sẽ học. Ideska. Và chúng ta nhớ hộ sensei nào, wakeganai và hazuganai bằng nhất định không và chắc chắn là không, nó phủ định đi 100% luôn. Đó, bọn em cần thiết phải chú ý này. Ở đây là wakega và cái trợ từ đây là trợ từ ga. Tại sao sensei phải nhấn mạnh mọi người ở đây là trợ từ ga? Bởi vì đây cấu trúc pháp tiếp theo nó cũng là wake cũng là nai, nhưng nó là wake đều ở nai. Đây là hai cái mà mọi người thường bị nhầm. Đề thi GPT thì người ta thường hay ra hai cái này cùng một đáp án, để cho bọn em thường bị băn khoăn và phân vân xem là bọn em có nhớ được cấu trúc pháp nó riêng biệt hay không. Vừa nãy chúng ta có từ wake ga nai là nhất định không, chắc chắn không. Còn ở đây chúng ta có wake de wa nai thì nó là không hẳn là, chứ không hẳn là. Tức là vừa nãy wake ga nai nhá, nhất định không, chắc chắn không, nó là phủ định đi 100%. Còn chúng ta wake de wa nai, không hẳn là, nó là phủ định đi một phần của vấn đề thôi. Được chưa? Ở đây bọn em nhìn này. Okane wo motte ireba shiowase ni nareru wake de wa nai. Ở đây người ta nói là không hẳn là, chứ không hẳn là, không hẳn là cứ có nhiều tiền là sẽ trở nên hạnh phúc. Ideska. Hoặc là những cái gì mà thầy giáo và bố mẹ nói không hẳn là đã đúng. Hay là đồ đắt tiền thì chưa hẳn là nó đã tốt. Ideska. Thế nên chúng ta từ wake de wa nai nó là phủ định đi một phần của vấn đề, chúng ta cần thiết phải biết. Đó, wake de wa nai, chúng ta hãy cố gắng phân biệt đội sensei hai cấu trúc pháp này, nhất là đối với những các bạn N3. Đề thi người ta rất là hay thử thách mọi người. Ideska. Rồi và tiếp theo là chúng ta qua từ hodo và kudai. Đây là một trong những cấu trúc pháp sử dụng vô cùng nhiều trong đời sống. Khi mà chúng ta học ở N4 và N5, nó thường dùng trong ngôn ngữ kiểu là đi du lịch. Đó, hay là cao hơn du lịch một chút. Còn ngôn ngữ của N3, nó là ngôn ngữ của đời sống giao tiếp. Chúng ta học chắc được N3, chúng ta ra ngoài người Nhật, chúng ta giao tiếp rất là thoải mái. Còn chúng ta học chắc được N2 thì nó là ngôn ngữ của business, là cái việc là chúng ta sẽ cặp đi cùng sếp để mà phiên dịch này, để mà giới thiệu này, để mà làm ăn, để mà buôn bán. Được chưa? Đó là đặc trưng của ngôn ngữ. Thì cái thang từ hodo và kudai này, nó chính là cái ngôn ngữ của đời sống. Chúng ta thấy người Nhật người ta nói rất là nhiều. Bây giờ chúng ta xem nhỉ. Hodo và kudai nó mang nghĩa là đến mức. Dạ, đến mức. Đến mức như nào? Dụ như là đầu đau đến mức như muốn nổ tung ra, hoặc là nóng đến mức là muốn đổ mồ hôi sôi máu mắt. Đó. Thì ở đây chúng ta đến mức nó thể hiện cái sự nhân cách hóa rất là mạnh. Bây giờ chúng ta nhìn ví dụ này. Kono mise no pan wa oishii, là cái bánh mì của cửa hàng này rất là ngon. Manichi tabetai kurai da, là nó ngon đến mức là ngày nào cũng muốn ăn. Hoặc là anh rất là yêu em đến mức là ngày nào cũng muốn gặp. Ideska, là cô ấy rất là xinh, xinh đến mức nhìn giống hệt như là thiên thần. Thế nên bọn em nói là nếu mà mọi người chỉ dừng lại cái vấn đề là Kono mise no pan wa oishii, thì người ta chỉ đơn giản hiểu là cái bánh mì của cửa hàng này là ngon thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói thêm cái cấu trúc pháp hồ đồ này thì người ta sẽ hiểu một cách rõ ràng hơn là ngon đến mức nào? À, ngon đến mức là ngày nào
cũng muốn ăn. Hoặc đầu rất là đau, nếu mà chúng ta nói là tôi đau đầu thì người ta sẽ hiểu là tôi đau đầu thôi. Nhưng mà chúng ta nhân cách hóa lên một chút, đầu đau như bố bổ đến mức là sao, như muốn nổ tung ra chẳng hạn, thì lúc đấy chúng ta người ta sẽ hiểu được à, cái mức độ đau nó rất là kinh khủng, nó rất là đau. Thế nên ấy, cái đặc quyền của chúng ta khi mà chúng ta học về cấu trúc pháp của N3, chúng ta hiểu về cấu trúc pháp của Hodo và Kudai, thì lúc đấy chúng ta có quyền nói một cách sinh động và hay hơn rất là nhiều. Chúng ta cố gắng chú ý hồ sơ xem nhá. Rồi và tiếp theo là chúng ta đến với lại cấu trúc pháp tiếp theo là từ Yori. Tất cả mọi người đều biết rằng Yori ở trong N4 nó chính là gì đấy? Hơn là, đúng không? À trong N5 chứ. Trong N5 bài số 12 thì phải. Trong N5 bài số 12 nó có cấu trúc pháp là Yori. Thì tôi đã học rồi, cứ thằng nào hơn thằng ấy làm chủ ngữ. Betonamu wa Nihon Yori Achi desu. Đó, Việt Nam thì nóng hơn là Nhật Bản. Tuy nhiên nhưng mà Yori ngày hôm nay chúng ta học đây, nó mang tính chất của N2. Nó bằng với thằng từ Kara. Tại sao lại bằng Kara? Bây giờ chúng ta nhìn ở đây xem nhá. Ano hito wa 2 nen mae yori gita o narai hajimeta soda. Ở đây chúng ta dịch là nghe nói là, soda là nghe nói là, đúng không? Nghe nói là người kia ấy đã bắt đầu học guitar từ 2 năm về trước. Thế nên Yori ở đây nó bằng thằng từ Kara. Đối với lại cái ngôn ngữ mang tính chất là lịch sự, trang trọng và cao cấp, người ta sử dụng cái thằng từ Yori thay cho từ Kara. Dù như là giá bắt đầu từ khởi điểm thấp nhất là từ 2 man, thì lúc đấy giá từ 2 man đổ lên, người ta sẽ nói là từ Niman en Yori. Ngày xưa khi mà sensei đi ở trên đường á, đó, sensei cứ nhìn thấy một cái ô tô nó đề giá là Niman en Yori. Mình cũng không hiểu Niman en Yori là gì, tại sao nó lại hơn 2 man ở đây, mà rất là khó hiểu. Thế nên từ khi mà chúng ta học về cấu trúc Yori thì bây giờ mình hiểu là Yori nó bằng thằng từ Kara. Thế nên ấy, là khi mà chúng ta học cấu trúc pháp Yori ở trong cái đề thi, nếu mà chúng ta gặp nó, chúng ta hãy xem nó có nghĩa là Kara thay vào có phù hợp không. Nếu phù hợp thì đích thực là nó rồi. Rồi. Và tiếp theo là chúng ta có cấu trúc pháp là từ ni yoite. Ni yoite nó là cấu trúc ngữ pháp mang nghĩa là trợ từ ni và trợ từ de. Chúng ta chỉ cần hiểu là ni yoite bằng trợ từ ni và trợ từ de. Nó là ngôn ngữ mang tính chất là trang trọng và lịch sự. Đối với các bạn N3 và N2 chúng ta cần thiết phải biết cấu trúc pháp ni yoite này. Người ta sử dụng rất là nhiều. Ni yoite thì chúng ta có ví dụ là gì? Osaka ni oite kokusai kaigi ga okogareta. Ở đây người ta muốn nói là cái việc là cái hội nghị quốc tế nó được tổ chức ở Osaka. Nếu mà người ta sử dụng cấu trúc pháp là ni hoặc de ở đây thì nó là một ngôn ngữ thường ngày. Nhưng mà chúng ta sử dụng từ ni oite ở đây thì nó mang tính chất là lịch sự và trang trọng cao cấp hơn rất là nhiều. Thế nên chúng ta cần thiết phải nhớ hồ sơ xe rằng là ni oite nó bằng trợ từ ni và trợ từ de, mọi người nhá. Rồi và tiếp theo là chúng ta có cấu trúc pháp là từ ni sote. Nisote cũng là một cấu trúc pháp rất là hay của N2. Nó chính là dọc theo, men theo và theo như. Chúng ta đối với cấu trúc pháp từ Nisote, chúng ta chỉ cần nhớ ở sensei là hình dung là chúng ta có một con đường đi sẵn, và chúng ta Nisote là dọc theo và men theo cái con đường này. Giống như là đi theo cái đường hồ, hay đi theo đường tàu, hay là men theo cái đường ở ven núi. Lúc đấy người ta sẽ sử dụng từ Nisote. Và chúng ta có một cái ví dụ như này. Okekusama no gokibo ni sote oheya wo osagashi itashimasu. Ok, là ở đây chúng ta dịch rằng là chúng tôi sẽ tìm cái căn phòng theo như gì đấy, theo như cái nguyện vọng của quý khách. Yes, cả hoặc là chúng tôi sẽ làm ra một cái menu đồ ăn nó phù hợp với lại dự toán của quý khách đó, hay là chúng tôi sẽ book ra một cái lộ trình để đi du lịch nó phù hợp với lại mong muốn và dự toán của quý khách. Thế nên ý, chúng ta hiểu hồ sensei là Nisote ở đây nó là theo như, dọc theo và men theo. Nó có hai nghĩa. Một là dọc theo, men theo những cái gì đó hữu hình, giống như là con đường, đường tàu, hay là gì, đường ven sông. Còn Nisote nó mang ý nghĩa hữu hình, vô hình thứ hai. Nó chính là dọc theo và men theo, và theo như là cái dự toán mong muốn và cái yêu cầu của quý khách. Đó là những thứ mà sensei thấy nó rất là hay xuất hiện ở trong những cái đề thi, mọi người cần thiết phải chú ý nha. Giờ và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cấu trúc pháp tiếp theo mọi nha. Ở đây là Nado, Nante và Nanka. Nado, Nante và Nanka ở đây nó mang ý nghĩa là cái thứ, cái cỡ như là. Ngày hôm trước chúng ta học từ Nanka rồi, nó giống như thằng từ demo. Ocha demo nomimasenka thì nó có thể thay bằng từ Nanka, các em còn nhớ không? Ngày hôm nay chúng ta học là từ Nado, Nanka và Nante. Nó mang nghĩa thể sự khinh miệt và khinh bỉ cái thứ, cái cỡ như là. Dù như là cái cỡ
cái loại như là thằng đó thì tao không muốn gặp nó lần thứ hai. Hay là chúng ta có ví dụ nào? Anata no kao nado mitaku nai, là tao không muốn nhìn thấy cái mặt như loại cái mặt mày nữa. Đó, nó thể hiện cái sự khinh bỉ và nó thể hiện sự coi nhẹ rất là lớn. Itadakimasu. Nhưng mà cái cấu trúc pháp này là thú vị ở cái nếu mà khi chúng ta nói về chủ ngữ của người khác thì lúc đấy chúng ta thể hiện sự khinh bỉ người ta. Còn nếu mà chúng ta sử dụng cái chủ ngữ là chính bản thân mình thì lúc đấy nó lại thể hiện sự khiêm tốn vô thường. Dụ như là Nihongo ga jozu desu ne, là tiếng Nhật giỏi quá nhỉ. Ie ie, watashi nante, là watashi nanka benkyou ga mada tarinai desu yo, là cái người như tôi thì học vẫn chưa đủ đâu. Thế nên thì chúng ta nhớ hộ sensei rằng chúng ta có nado, nanka và nante. Khi mà nói về người khác, nói về một cái thứ gì đó thì nó thể hiện sự khinh bỉ, còn nói về bản thân mình nó thể hiện sự khiêm tốn. Itadakimasu ga, một cấu trúc pháp rất là hay. Rồi, và chú ý là thể hiện tâm trạng khinh miệt hoặc khiêm tốn một cách là không ngờ, nhớ nhá, nó có hai nghĩa. Rồi và tiếp theo, cấu trúc pháp cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay nó chính là ukkonai. Ukkonai nó chính bằng thẳng từ dekinai. Dekinai ở đây nó mang tính chất là thể hiện sự năng lực của nhá. Năng lực là không thể làm được một điều gì đó. Bây giờ chúng ta nhìn này. Sono teburu wa sensei, sono teburu wa hitori ja motte konai yo, futari de moto. Là chúng ta dịch nghĩa là cái bàn này một người thì không thể bê được đâu. Chúng ta hãy bê hai người đi. Itadakimasu. Thì ở đây chúng ta có ukkonai, nó bằng với thằng từ dekinai. Nó mang tính chất là không thể thực hiện được một hành động nào đó. Ok, bọn em cố gắng chú ý hộ sẽ nhá. Ukkonai. Ukkonai là một trong những cấu trúc pháp nó không quá nhiều. Tuy nhiên nhưng không phải là không có. Chúng ta vẫn phải học để chúng ta nâng cao cái tỷ lệ xác suất chúng đề thi thật nhiều. Itadakimasu. Do và bài học ngày hôm nay chúng ta đến đây là kết thúc. Và rất là cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Và mọi người hãy cố gắng là về nhà ôn tập và ôn tập thường xuyên một nhá. Do và cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại người trong những chương trình lần sau. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.